bốn em đời cao mà giá tiền khá là hợp lý, thì nó hợp lý ở chỗ nào? Thì cũng để chia sẻ các bác luôn, và chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng em nó một. Thì hiện tại thì hôm nay em đang về thêm hai chiếc xe i10 đời 2017. À, chiếc này là một chiếc 1 chấm và 1.2. Thì các bác có thể nhìn thấy là hình dáng form dáng giống y chang như nhau. Form dáng giống y chang như nhau. Và chúng ta sẽ thấy rằng là về cơ bản là đằng sau. Đi vòng bên kia đi. Đằng sau giống y chang nhau. Một con này là 2017. Con bên tay tay phải của em là 2017 này. Con bên tay trái của em là 2018. Hai con này thì form dáng giống y chang như nhau, nhưng mà giá tiền thì khác nhau một chút. Đây là chiếc 2017, xe rất đẹp, nội thất nguyên hết nỉ, tổng thành xe cực kỳ là đẹp luôn, dọn dẹp rất là chi tiết kỹ lưỡng rồi. Giá là bản đủ nhá, giá là 225 triệu. Keo dọn vào con xe này cũng khá tiền, các bác có thể nhìn thấy toàn bộ phần keo chỉ này. Tất cả các cánh đều như này hết nhé. Tất cả các cánh đều như này hết. Đây là phần keo chỉ này. Hôm nay là Thái Nguyên mưa, trời hơi tối, nhưng mà các bác nhìn thấy khóa cửa đều đẹp này hết. Không có một tí ma tít nào. Và giá tiền nó là 225 triệu. Bên này là chiếc 2018. 255 triệu. Nhưng mà con này thì nó lại khác một chút, nó là bản 1.2. Với cái giá tiền mà các bác thấy rằng là hình dung được rằng là hơn 200 triệu. Thì thời điểm này những con xe này đi được quá tốt. Ngoài ra thì có thêm hai em 18. Hai em Morning C 2018 số sàn. Giá là 235 triệu. Thì ngày xưa thì nếu với cái tầm tiền mà 235 triệu thì nó không thể mua được. Được xe gì cả. Nhưng mà cũng chia sẻ các bác thật lòng đó là đối với kinh tế, đối với kinh tế như thời điểm như năm nay thì nên mua những cái con xe mà nó vừa tiền là tốt nhất. Tại sao lại phải mua xe vừa tiền? Thì các bác hình dung được rằng như thế này. Thứ nhất là mình mua xe vừa tiền là đầu tiên là yếu tố thứ nhất là mình bảo vệ tài chính. Cái này em đã nói rất nhiều lần là cái việc gì thì việc, nhưng mà cái việc tài chính là một yếu tố vô cùng quan trọng để có thể sinh tồn, để có thể tồn tại được hay không, và có thể là để có thằng là dễ không bị xì chét, không bị áp lực hay không, để có thêm những cái nguồn lực khác để mình có thể chiến đấu trong những năm tháng tới hay không, là một yếu tố vô cùng quan trọng. Bởi vì các bác hình dung được rằng là những cái chuỗi cung ứng thời gian tới nó sẽ bị đứt gãy bởi vì như là chiến tranh. Đây là yếu tố mà các bác phải nên hết sức cẩn trọng, và nó vô hình dung, nó ảnh hưởng mà mình không nhìn thấy. Cái việc tiếp theo thứ hai là trong cái năm vừa rồi rất nhiều những thiên tai bão lũ, bà con cái nguồn tiền ấy nó bị hao hụt. Bởi vậy cho nên là với những người mà có tài chính 300 hay là 400 thời điểm này, nếu thực sự mà đang có nguồn thu nhập tốt thì nên mua xe tầm đó. Còn với những người mà thực sự có 300-400 thì nên mua xe hơn 200 thôi. Đây là một cái chia sẻ rất thật lòng, và đây là những rất nhiều những bài học đắt giá và bài học đắng cho rất nhiều những người bạn của em, những người anh em của em, những người đồng đội của em đã khi đứt gãy chuỗi cung ứng, đứt gãy chuỗi tài chính, dẫn đến gia đình tan nát. Bây giờ cũng là như vậy. Thì có một cái lời thứ nhất là chia sẻ những bên nào, thứ hai là cái cảnh tỉnh cho các bác là nên tập trung vào cái việc đó là để dư cho mình một cái nguồn tiền để mình có thể là nếu như nó xảy ra sự cố, mình có thể là sẽ có được cái phần tài chính để an toàn cho bản thân và cho gia đình, để mình không bị áp lực, để mình có tiếp tục để chiến đấu được. Rất nhiều người xì chét và áp lực dẫn đến là ốm đau bệnh tật, và sau đó thì mất đi cái khả năng làm việc. Thì chia sẻ các bác là như vậy. Thì với những con xe mà tầm hơn 200, xe cực kỳ đẹp, rất đẹp, những con xe như này thì các bác hoàn toàn có thể một chiếc xe gia đình cái tầm tiền như vậy. Bên cạnh nữa thì với những con xe các bác nhìn thấy khóa cửa này. Rồi thì bô lăng các bác nhìn có thể bô lăng củ số, nội thất nó rất là đẹp luôn, hoàn toàn là đi gia đình được con xe như thế này. Cái thứ hai là các bác nhìn la răng đấy, tổng thành hai con xe Morning và hai con xe i10 với tầm tiền hơn 200 như này các bác khó có thể kiếm được, và cam kết các bác luôn là xe không đâm đụng, không ngập nước gì, và không mất phân keo chỉ nào. Các bác cứ đến xem, nếu mà nó mất phân keo chỉ là tặng các bác xe nhá. Thì đây là chia sẻ các bác luôn về đối với cái tầm tiền mà thời điểm hiện tại và với hơn 200.
Nếu bạn nào có cái câu hỏi gì hoặc có thắc mắc gì về tài chính, thắc mắc gì về vấn đề là giấy tờ, thủ tục hoặc là cái giá cả xe, các bạn có thể comment trực tiếp bên dưới video này nhé. Em sẽ chia sẻ các bạn hoàn toàn miễn phí. Chúng ta sẽ là gặp lại nhau ở những clip, video clip tiếp theo.